afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vừa rồi mới chơi 3 trận rank 5 năm xong, rất là vui vẻ. Đấy, cuộc sống nó không muốn chơi đi Hunter, bởi chơi Hunter kiểu nó áp lực ấy. Muốn chơi bên giờ để chung vui cái trận thua với nhau, nhưng mà người ta không cho mình chơi bên sơ, người ta đẩy game nó xếp mình sang bên hân, mình xin người ta cũng chẳng đổi luôn. Thế là em phải tạo cái sự áp lực mỏng manh đến cho bản thân mình. Thế dạo này mê chơi bạch tuộc ghê, mặc dù là người ta đặt cái vòi ra là vòi nào là trúng vòi đó, còn mình thì đặt vòi ra giống như kiểu là ở phơi để làm mực khô một nắng vậy đó. Trời ơi, nhiều khi đặt cái vòi xong mà cảm thấy xúc phạm nhân vật luôn, không đánh trúng con nào cả. Bắt đầu như combo, bây giờ phải căng cái não lên, vừa nói vừa bấm combo. Úi giời ơi, hụt combo lên khoảng 30 là mình sẽ được một cái luồng sáng xanh bao vây cái màn hình luôn. Điểm cố gắng. Hôm nọ em làm clip về nhân vật này nhưng mà kiểu mình không có, mình muốn tập trung ấy. Đấy đấy đấy, nó xanh rồi nè. Đấy, đẹp chưa? Thì, mình muốn tập trung trình bật rồi. Không combo là lại hụt rồi. Đấy mọi người thấy không? Nhiều khi mình muốn tập trung vào để mình bấm combo cho nó xịn sò, nhưng mà nhiều khi game khó dã man. Mình chỉ cần nổ 3 tách thôi là nó sẽ báo động nha. Cho nên là cái việc chơi như vật này rất là nguy hiểm. Ở các bạn chơi như vật này, các bạn lên cái nhánh đó chính là soi Hunter ở gần ấy, nó sẽ báo vị trí đấy. Thì mình sẽ rất là an toàn để mình khỏi cần phải đào cam. Chứ cứ mải mê như thế này, Hunter nó bất ngờ nó tới thì mình sẽ không biết được đâu. 50 rồi, cố gắng lên 100 coi. Ôi giời ơi, úi giời ơi, combo 66 của tôi. Hôm nay là ngày chủ nhật. Là ngày mấy trời? Ngày 6 tháng 8. Đó, mọi người nhớ là đi đánh thường với đánh 5 năm để kiếm cầu nhé. Đấy, một ngày cuối tuần với chủ nhật là 2 cầu. Bạn nào mà chăm cày cái blackjack nữa là thêm một đống cầu nữa. Nhưng mà phải top 100. Chứ như mình đây, lâu lâu vô làm trận vậy thôi, chứ cái vụ mà top 100, nhiều khi top 110 còn không có nhảy vô được, cái huống gì top 100. Sao mà không có bạn nào sửa cái máy mà nó có đường truyền ấy, thì mình sửa nó lâu. Trên thực tế thì sửa máy mà bị Hermit nối ấy, nhìn thì nó chậm, nhưng mà về cơ bản là những cái máy khác nó cũng đang được đẩy dồn lên. Đó, nó chia phần trăm cho những cái máy khác. Chẳng hạn như là một nồi cơm thì đầy đúng không, nhưng mà chia từng chén nhỏ thì kiểu như thế đấy. Nó cũng là một nồi cơm nhưng mà bị chia thành nhiều chén nhỏ như thế. Ủa thôi, ví dụ vậy có đúng không ta? Có đúng với cái ví dụ của mình đang nói không trời? Khó quá. Bây giờ là mọi người tranh thủ là nghỉ ngơi đi, đúng không? Thời điểm này cũng đang chuẩn bị nhập học rồi. Mà giờ cũng chả thấy ve đâu nhờ. Bình thường là ve kêu rền trời rồi, mà cái thời gian này mình cũng không thấy con ve nào xuất hiện cả. Nhiều khi thì để ra chạy qua hiu đã. Nhiều khi thì thật sự là cũng nhớ ve ghê. Cái thời ngày xưa đi học tiểu học là mỗi cái trước phòng học lúc nào cũng sẽ có cái cây phượng ấy. Ôi ôi, cứ ve hè tới là ra bắt đầu là bóp cái nhẹ nhẹ cái bụng cho nó kêu. Nhiều con thì nó chua ngoa lắm, bóp một tí mà còn nhiều con chưa kịp bóp nữa nó kêu é é éo lên rồi, ồn vãi thật sự. Nhiều má còn bắt ve bỏ vô cặp nữa. Trời ơi, đang học nó re 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 re. Kinh khủng. Có nhiều người thì họ đi buổi tối, họ ra ngoài mấy gốc cây ấy, bắt mấy con ve non nó chưa kịp lột xác ấy. Ôi ôi, chiên xào, chiên xù lên, tẩm bột lên. Nhưng mà sorry cưng, chị không ăn.
có cả món dế cơm đó. Trời ơi, em mà chơi nhân vật này nhàn ha, có thời gian để ngồi nói xàm. Mà các bạn thấy đấy, đa số là mang những chín là cảm giác số hưởng lắm, không có bị cay cho nên là cảm giác nó cũng khá là khoái đúng không? Cái máy ở bên kia nữa là xong rồi đó. Không biết bà kia có biết nhìn. Ui dồi ôi, cái máy bên này này bà ơi. Khổ ghê. Rồi, tới rồi đó. Thực ra là một cái chiêu gọi là dương đông kích tây thôi. Yo. Cố lên. Ui, may thế. Hitbox gì mà rất là sụp nha. Thời điểm này chắc là mọi người cũng nên tích xúc xắc đi là vừa rồi. Cái Logic Pad mổ tới đây á, nó là nhân vật trộm mọi người. Nghe là thấy rùng mình liền đúng không? Không kiểu đủ chỗ để ai nhảy sập nơi rồi. Tha chụp lần này đi anh. Nhảy cái miếng gỗ đó có 4 lần nhảy mà nhảy muốn sập luôn rồi. Ây da. Trời đất ơi. Lên. Úi dồi ôi, mất tiêu luôn. Mất địa đâu đấy? Gì đấy? Trời. Eo ơi, nó bay ngu ở trên này hết cả hồn luôn á, thật sự. Giật cả mình luôn. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai nha. Bị hiến tâm. Hôm nọ là em mở skin không mất xu nào ra cái bộ trang phục này, đã dã man. Lại hồn, lại vía, lại các đấng trên cao soi xét nhìn xuống để cho em mai mốt em mở cầu em ra em chỉ riêng sụp sứ giả để em có thể là em chơi. Trời ơi, ngày xưa em đã lỡ một lần Vazite rồi. Ôi, vong nữ tới. Đấy mọi người thấy không, mọi người lên cái nhánh báo động vị trí Hunter ấy. Mình chơi như vật này rất là tiện đúng không? Mình sẽ biết là nó đang ở hướng nào. Mình quẹo cam và mình thấy liền. Chị gái ơi, qua đây chơi với em nè. Rồi quả này chắc là cánh ván miếng nhở. Ôi ôi, nó đào cửa sổ mấy má ơi. Ý Ý tụng chuông gõ mỏ Leo là tăng tốc độ chạy liền. Lúc đầu tưởng là tạo skin, tạo nhân vật như nào, ai ngờ chán. Công nhận là mấy nhân vật nam ấy, tạo ra mấy, ví dụ như các bạn thấy phi hành gia đấy. Ui giời ơi, nhìn thì hay hay nhưng mà kiểu chơi khó ra man. Ui cái hitbox gì đấy, không thể tưởng tượng nổi luôn á. Rồi mình qua đây đi mẹ hầu nè, cái hầm trong nhà lớn. Nên là mình gai là mình phải đi ra xa một chút. Ố, hình như đuổi nữ vũ công bên kia rồi. Vừa. Trời ơi, mở nguyên concert đi ra tour. Cho the get I 7 minutes to kill a man. You did some bad thing but I'm the worst them. Trời ơi, hay không? Quá hay luôn, mọi người biết bài gì không? Vigilante shit. Ồ đúng trời, không biết nữa. Không có tương lai gì luôn cái thiệt sự. Sang tuần sau em đi dạy demo này mọi người. Em dạy là đầu tiên là họ nói là mình phải dạy cho giáo viên xem trước nha. Mình kiểu ôi dồi ôi, gì đấy? Xong rồi họ duyệt, rồi họ mới cho mình mượn lớp để dạy. Chứ không có kiểu vô là dạy cho học sinh coi liền. Nhưng mà không biết phải như thế nào ấy, kiểu mọi người chỉ bài lên. Now class, look at the picture and listen and repeat. Gì ta, phải nói gì ta? Ví dụ như là cat là con mèo đúng không? Xong rồi phải hỏi con mèo nó có âm thanh sao, mấy đứa kia nó sẽ trả lời meo meo kiểu như thế đấy. Ui dồi ôi,
đã. Tại sao mà bản thân mình đã biết mình sống nổi rồi mình còn đi hướng nghề dạy tiếng Anh vậy trời, thật sự không hiểu luôn ấy. Mọi người ơi, cái máy cuối ở đây nha. Khi mà cái máy nó gần đầy ấy, mọi người không cần phải combo đâu, tự sửa là tự nó đẩy lên thôi. Nó báo động cho Hunter một chút nhưng mà về cơ bản là máy nó vẫn đẩy lên. Bà ơi, đảo cam bà ơi. Cái bà nữ vũ công bà không đảo cam. Nó đã cứu bạn ơi, để mình prime này. Mình sẽ để cho cái máy tự đẩy lên luôn chứ mình không cần phải sửa, không cần phải đục combo. Ok, úi dồi ôi, chưa kịp gọi là tình hình được mình sẽ làm gì luôn. Yo. Nhưng mà để coi sao, nếu mà cứu được thì cứu thôi chứ. Để coi sao đã. Đấy, 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 bắt đầu đấy, bắt đầu đấy. Đi ngay vào luôn, tranh thủ về cứu. Rồi combo lên cứu thôi. Ngày xưa là ghét môn âm nhạc dễ sợ. Năm lớp 6 mình bị rớt môn âm nhạc mà mình vẫn bị bắt học sinh giỏi. Ghét dã man. Ngày xưa cái thời mình học ấy là âm nhạc nó chưa tính là đạt hay không đạt đâu. Nó vẫn tính trung bình môn mọi người ạ. Đó. Thế là mình vô mình học toán văn đồ 8 chấm xong cuối cùng rớt môn âm nhạc. Nhưng mà gia đình thì đâu có nhìn nhận vô vấn đề là tại vì mình rớt môn âm nhạc đâu. Họ chỉ biết là học sinh khá, thua đứa này thua đứa kia, không được học sinh giỏi là bị nói thôi. Vậy cho nên là nhiều khi kiểu mấy cái môn không phải là cái môn nó vớ vẩn nhưng mà kiểu nó không đến nỗi quá đáng để mà mình bị học sinh khá ấy. Không hiểu nổi luôn, thật sự luôn á.